Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Phi Nhung không ngủ được vì nhớ con gái ruột xinh đẹp đang chiến đấu với Covid-19 ở Mỹ. Lời cảm ơn chân thành gửi đến những vị cứu tinh của nhân loại, những anh hùng của trận đại dịch bệnh Covid-19. Trong đó cũng cảm ơn con gái của mẹ Phi Nhung bày tỏ. Trên trang cá nhân, Phi Nhung thường xuyên đăng tải những hình ảnh cũ bên con gái ruột Wendy Phạm hiện đang làm y tá tại Mỹ. Đi kèm với những bức ảnh này, nữ ca sĩ gửi kèm theo dòng trạng thái đong đầy cảm xúc thương nhớ con gái đang xem niềm tự hào về con. Lời cảm ơn chân thành gửi đến những vị cứu tinh của nhân loại, những anh hùng của trận đại dịch bệnh Covid-19, trong đó cũng cảm ơn con gái của mẹ đã góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để giữ bình an cho mọi người. Nữ ca sĩ thân mật gọi con gái Wendy Phạm là em và hé lộ chuyện cô nhớ con gái đến nỗi không ngủ được khiến fan lo lắng. Nhớ em quá, chị không ngủ được, em bên đó sao rồi, mai chị thức sớm đi làm mà bây giờ cũng chưa ngủ được. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nha em yêu của chị, Phi Nhung bày tỏ. Trước đó, Phi Nhung đón chào sinh nhật tuổi 48 tại nhà nhưng vắng mặt con gái ruột vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thông qua mạng xã hội, Wendy Phạm đăng ảnh bên mẹ cùng lời yêu thương khiến nữ ca sĩ xúc động nghẹn ngào. Mẹ yêu ơi, con chúc mẹ một sinh nhật thật là vui vẻ và nhiều ý nghĩa. Con biết năm nay sinh nhật mẹ không được vui lắm tại vì tình hình hiện tại của cả thế giới. Nhưng con hứa với mẹ là sau khi mọi chuyện đã ổn định rồi, hai mẹ con mình sẽ gặp lại nhau. Rồi mình sẽ làm sinh nhật lại cho mẹ. Mãi mãi, chị mẹ xinh đẹp của con Wendy Phạm viết trên trang cá nhân. Ngoài những lời động viên quan tâm của con gái, Phi Nhung đã gửi sang Mỹ hơn 400 chiếc khẩu trang kèm lời nhắn gửi chứa đầy tình yêu thương, khích lệ con và những đồng nghiệp của con đang chiến đấu chống Covid-19. Mẹ chỉ làm cho con được như vậy vì kỷ niệm một năm làm của con. Mẹ thật sự thấy con cười, mẹ yêu con nhiều lắm, cố gắng con nhé, mẹ rất khỏe. Con an tâm nha, mẹ chỉ ở nhà để con khỏi lo, an tâm công chúa của mẹ. Nước Mỹ bây giờ lại đứng thứ nhất, mẹ mong con mạnh mẽ như mẹ hồi xưa. Wendy Phạm cũng không khỏi lo lắng cho mẹ trước tình hình dịch Covid-19. Cô nhắn nhủ đến mẹ Phi Nhung, khi cả hai mẹ con đang tạm thời không được gặp nhau, mẹ đừng đi đâu. Nhà mẹ bên Mỹ nhiều người nhiễm Covid-19 rồi, sợ lắm vì bên Mỹ vẫn còn lạnh và trời mưa. Mẹ nhớ không được đi đâu nha, để con yên tâm đi làm. Kể từ khi công khai con gái ruột Wendy Phạm sau khoảng thời gian 20 năm giấu kín, Phi Nhung đăng tải hình ảnh bên con gái nhiều hơn. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, lý do cô muốn giấu cộng đồng vì giữ lời hứa với con gái mình, bởi Wendy Phạm muốn có một cuộc sống bình yên, là một người bình thường chứ không phải luôn sống dưới cái tên của mẹ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.